Hi, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình đã đầu tư mua hai con tôm. Đấy, hai con tôm về quay để giới thiệu cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn thử đoán đây là con tôm gì nhé. Ok, thì cái con tôm này nó là một cái đặc sản của khu Vân Đồn Quảng Ninh. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cùng xem cái con tôm hùm và xem nó bơi trong nước thế nào nhé. Ok. Đây các bạn ơi. Cái này thì vừa lúc đấy chị Spur mới gửi về cho mình xong. Đấy. Bạn biết đây là gì không? Đây là con tôm hùm đấy. À, kẻ của to thế, lần đầu tiên mình được cầm cái con tôm hùm to này đấy. Ui, nó bám chắc lắm các bạn ạ. Ra đi mày. Ui, cái râu nó dài lắm các bạn ạ. Bằng bàn tay mình luôn. Đây thì đợt này cái chị bán thì lại hết mất cái loại to rồi, đâm là mình mua hai con nhỏ. Mua hai con nhỏ quay các bạn ạ. Đấy. Wow. Ô, con này như yếu yếu rồi này. Đấy. Đấy. Ui. Nhìn cái râu của nó kìa. Ô, con này là khỏe này bạn ạ. Đấy. Để ra đất nó bò nhé. Thế nó có bò à? Bò à các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Đấy, cái dầu nó vằn vằn cơ. Đấy, chân nó đạp đạp luôn. Bụng chân thì nó quay các bạn ạ. Đấy, đấy, nhảy đấy. Tí là mình thử pha nước muối mình cho nó bơi xem nó có bơi không nhá. Của nó trông trông lạ, lần đầu tiên mình được cầm con tôm hùm trên tay đấy, cái bé giờ luôn. Rồi. Đấy, các bạn ơi, như mình nghe thấy nó kêu két 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 hay là nó cọ cái càng mà không biết, cọ cái râu vào râu vào thau hay không biết. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào nha. Nó kêu các bạn ạ. Ồ. Đây các bạn ơi, nó đang bơi đấy các bạn. Chân nó bò à? Đấy. Chúng nó bơi hay phết các bạn ạ. Đây nó bò à nhỉ. Thank you.
Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong đôi tôm hùm mình vừa mới mua, lần đầu tiên mình mua được tôm hùm để quay các bạn ạ. Đấy. Thì các bạn nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé.